Biếng ăn ở trẻ là một rối loạn ăn uống thường gặp ở trẻ nhỏ, là một tình trạng rất phổ biến của trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 6. Trẻ biếng ăn khi không chịu ăn hoặc ăn ít, ăn không đủ lượng dinh dưỡng cần thiết. Trẻ biếng ăn thường có các biểu hiện sau. Đầu tiên sẽ quấy khóc hoặc tìm cách quấy rối khi bạn dọn thức ăn ra, hoặc trẻ không ăn một số thức ăn hoặc không ăn tất cả các loại thức ăn. Trẻ ngậm thức ăn trong miệng lâu, không chịu nhai hay nuốt. Trẻ ăn ít so với bình thường. Thời gian của mỗi bữa ăn thường kéo dài hơn 30 phút và thường sẽ có cảm giác buồn nôn khi mẹ dọn thức ăn ra và 3 tháng liên tục không tăng cân. Trên thị trường thì có một sản phẩm đang được các mẹ tin dùng để giúp trẻ ăn ngon, đó là siro ăn ngon Minion Happy với cái thành phần chủ yếu là lysine, này, nấm men, taurin, canxi, sữa non, kẽm, DHA, vitamin B1, D3 và có công dụng chủ yếu là trị táo bón, này, ăn ngon, phát triển chiều cao và trí não. Thông thường các sản phẩm ở trên thị trường thì giải quyết cái tình trạng táo bón này và giúp ăn ngon, nhưng mà riêng siro ăn ngon Minion Happy này thì có cả cái công dụng chiều cao và DHA để phát triển trí não. Với đối tượng sử dụng là trẻ em từ 6 tháng trở lên, bị biếng ăn này, tiêu hóa kém này, suy dinh dưỡng, trẻ có sức đề kháng kém, trẻ mới ốm dậy hoặc trẻ có chế độ dinh dưỡng thiếu hụt. Cách sử dụng sản phẩm thì sử dụng được cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước uống trước khi ăn. Trẻ em dưới 1 tuổi thì một gói một ngày, trẻ em trên 1 đến 10 tuổi thì hai gói một ngày, từ 10 tuổi trở lên sẽ sử dụng từ 3 đến 4 gói một ngày. Với mẹ mang thai hay là người gầy sẽ sử dụng 2 đến 4 gói một ngày nhé. Bên trong một cái hộp siro ăn ngon Minion Happy này thì bao gồm có 30 gói hay 30 gói nhỏ như thế này ạ. Sử dụng rất là tiện dụng luôn và rất là dễ uống. Thế là mình sẽ cho con. Đây đây đây. Đây 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 đây.